Xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em lên sóng một chiếc máy rửa bát Nationa, một con Navom Nationa NPBM2 nguyên bản cực đẹp ạ. Có những nước đang phun rất là thích mặt luôn nhé. Con này là bán phải nói là chạy dã man luôn ạ. Máy không có được mà bán luôn. Nước phun rất là thích, máy thiết kế rất là gọn đẹp. Con BM2 rất là hiếm, đẹp xuất sắc. Mình nhìn từ kính nhiếc trong mặt mũi đẹp, mọi thứ đẹp, có lưng nhiếc cũng rất là đẹp này con này. Lưng rất đẹp nhé. Tổng thể để các bác xem mỹ mãn luôn. BM2 đời chót cuối cùng 2008 trước khi bán thương hiệu cho Panasonic. Không hiểu là Nationa quản lý kiểu gì, thì thực ra hàng của Nationa thì tốt hàng đầu thế giới rồi, nhưng mà phải bán mất thương hiệu đi thật sự rất là phí. Nếu mà họ còn thì đến bây giờ họ phát triển được những cái mảng máy rất là hay luôn. Chế độ sấy các thứ đầy đủ các bạn nhé. Thời gian sấy đầy đủ. Nội thất thì rất là mới nhá, nước nóng bỏng luôn. Kỹ thuật của người Nhật họ làm con này mười mấy năm rồi mà nó vẫn rất là mềm nhé. Mặc dù tiếp xúc với nước nóng hay các kiểu nước cao su phải nói là tuyệt vời. Nội thất rất là sạch sẽ đẹp, trong ruột toàn bộ inox hết. Nói chung là máy rất mới ấy. Các bác nào mua được con này thì khỏi phải nghĩ luôn. Giá thì em bán là 4,2 triệu nhé. Giá 4,2 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Nationa NPBM2 đời cuối cùng của máy rửa bát Nationa. Mẫu này là mẫu đời chót luôn. Sau khi mẫu này dừng thì là công ty Nationa thì cũng kết thúc ở cái mẫu này. Giá 4,2 triệu chưa phí vận chuyển, chưa có được nguồn. Xin chào các bác.